Thương hiệu Vaseline đứng từ tập đoàn Unilever ra đời vào năm 1870. Các sản phẩm của thương hiệu này cực kỳ đa dạng như là kem dưỡng da, sữa tắm, dầu gội dành cho cả nam nữ và trẻ nhỏ. Trong đó dòng sữa dường thể Vaseline luôn là sản phẩm được nhiều chị em tìm đến bởi khả năng dưỡng trắng da cực kỳ tốt. Sữa dường thể Vaseline Healthy White 50X có thành phần dưỡng ẩm như là whey tờ, acid glycerin, glycerin, dưỡng ẩm cho da hiệu quả. Ngoài ra sản phẩm còn chứa tocopherol từ dẫn xuất vitamin E giúp nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong. Ngoài ra còn có thành phần niacinamide và sodium trong sữa dường thể còn giúp chăm sóc da cực kỳ tốt. Bên cạnh đó thì sản phẩm còn chứa thành phần hóa học kết hợp với cái công nghệ màng chắn ba tác động giúp bảo vệ da tốt hơn và tránh cái tác hại của các tia UVA và UVB. Tránh cái tác hại của tia UVA và UVB từ ánh nắng mặt trời. Sản phẩm có khả năng làm mềm mịn da, cấp ẩm cho da tối ưu và ngăn chặn lão hóa da. Ngoài ra, sản phẩm còn bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời với chỉ số chống nắng cao SPF 50+, PA 4+. Sản phẩm có chứa thành phần niacinamide nên có thể giúp da chống oxy hóa và các tác nhân gây hại cho da. Không chỉ thế thì sữa dường thể Vaseline còn có công dụng làm mờ nếp nhăn và ngăn chặn sự hình thành nám trên da nhờ sự tổng hợp collagen. Và sau một cái khoảng thời gian sử dụng sản phẩm sữa dưỡng Vaseline, sản phẩm sẽ mang lại cho bạn một cái làn da mịn màng, ẩm ướt và nâng tông trắng sáng lên một chút. Và sau đây thì sẽ là những cái ưu điểm của sản phẩm sữa dưỡng thể Vaseline. Ưu điểm đầu tiên của sản phẩm đấy là kết cấu lỏng nhẹ vừa phải, thoa thấm liền trên da và không gây vệt trắng. Với thiết kế bao bì dạng tuyết giúp lấy kem dễ dàng và có dung tích lớn, sản phẩm có khả năng chống nắng và bảo vệ cho da suốt 8 tiếng đồng hồ. Và tác dụng tiếp theo đấy là sữa dưỡng thể Vaseline dưỡng da trắng sáng, khỏe mạnh một cách tự nhiên nhất. Sản phẩm giúp cấp ẩm mịn mại cho da suốt một ngày dài. Bên cạnh đó thì một cái ưu điểm tiếp theo đấy là sản phẩm nâng tông nhẹ nhàng sau khi thoa. Với chứng nhận được kiểm chứng an toàn, không chứa cồn gây kích ứng da, sữa dưỡng thể Vaseline mang lại cho bạn một cái làn da ẩm mượt mịn màng. Bên cạnh ưu điểm thì sữa dưỡng thể Vaseline cũng có những cái nhược điểm nhất định sau đây. Đầu tiên đấy là mùi hương hơi nồng so với những cái bạn nhạy cảm với mùi. Kem sẽ bị bết dính nếu đổ mồ hôi hay là tiếp xúc với nước. Kem thì có chứa thành phần hóa học nên một số làn da nhạy cảm thì có thể bị kích ứng. Và sữa dưỡng thể Vaseline có thể kích thích mọc lông đối với một số người. Và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn bạn cái cách sử dụng sữa dưỡng thể Vaseline Healthy White 50X. Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ là tắm rửa sạch sẽ và dùng tẩy tế bào chết body. Bước thứ hai là chúng ta dùng khăn tắm khô để lau sạch toàn thân. Và bước thứ ba là chúng ta hãy thoa sữa dưỡng khi cơ thể còn ẩm để chúng ta lấy một lượng sữa dưỡng vừa đủ và thoa đều lên toàn thân. Nhớ thoa theo chiều vòng tròn để sữa dưỡng có thể thấm sâu một cách sâu nhất vào da. Và thực hiện thoa sữa dưỡng thể buổi sáng và buổi tối khi mà da của chúng ta còn ẩm để đạt cái hiệu quả cao nhất. Và hãy thoa trước 30 phút khi chúng ta đi ra ngoài trời. Nếu hoạt động nhiều dưới ánh nắng thì chúng ta có thể thoa kem chống nắng riêng dành cho cơ thể, vì sữa dưỡng da Vaseline chỉ thích hợp với những cái bạn thường xuyên ngồi ở trong văn phòng mát. Và với cái video hôm nay thì mình đã review cho các bạn một cái sản phẩm đến từ thương hiệu Vaseline, là một cái sản phẩm một cái thương hiệu có mặt ở trên thị trường Việt Nam và được rất nhiều chị em lựa chọn. Và với cái mùa anh cô sắp tới thì một lọ sữa dưỡng thể là rất cần đối với các nàng, giúp các nàng có một cái làn da mịn màng không và không bị bong tróc và trong mùa đông rất là khô. Và cảm ơn các nàng đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay nhé.